Cái đấy bên em thuê là 1.350.000 chị ạ, bảo hành 1 năm ạ. Dạ vâng. Dạ vâng, chị mang qua trụ sở thì bọn em sẽ làm trực tiếp và chị chỉ ngồi đợi chị lấy thôi ạ. Bọn em làm mất khoảng 1 giờ chị ạ. Dạ vâng. Em nhắc hết cái gì, nói chung em nhắc hết cái khung này rồi, nhắc hết cả màn hình. Bây giờ em chỉ lấy cái tuôn chuột này, nhấc bỏ màn hình ra, lấy khung của mình bỏ luôn. Thank you.